và các bạn, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế nội thất Tara xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ sản phẩm nghe móc âm. Sản phẩm nẹp góc âm được dùng để che ghép nối giữa các tấm ốp PVC bên trong các công trình, tạo sự hài hòa trong nội thất. Sản phẩm đa dạng màu sắc như quý vị có thể thấy ở đây để quý vị lựa chọn cho phù hợp với công trình của mình. Sản phẩm nẹp góc âm có kích thước dài 3m, chiều rộng là 35mm, nên có thể vận chuyển và thi công một cách dễ dàng. Với cấu tạo từ nhựa PVC và bột đá, sản phẩm có khả năng chống được ẩm mốc, chống bụi mọt, chống nước, chống cháy và giúp dễ dàng vệ sinh trong quá trình sử dụng. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào website của chúng tôi tara.com.vn hoặc Facebook tara. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể liên